Đề cho như sau: cho aceton tác dụng với hydro xúc tác niêm nóng thì thu được cái gì? Aceton đó là hợp chất thuộc aldehyde, thuộc ceton, có dạng là CO, CH3, CH3 đây là aceton. Aceton là thành phần chính của nước sơn móng tay móng chân. Rồi đây em ơi, xúc tác này trên nhiệt độ đun nóng. Bản chất ở đây là hydro sẽ cộng vào liên kết đôi CO. Chúng ta lưu ý cho thầy là cũng có CO nhưng mà của axit là không còn được em nha, thành nên rất là bền vững. Như vậy cái đó ở đây vị trí này cộng hydro, vị trí này cộng hydro, được chưa bạn? Cái đó nó tạo thành ancol bậc 2. Thằng này có tên đó là ancol. Bậc 2 chúng ta đọc là sạc. 3 carbon đọc là propylic. Thằng này có tên gọi khác, chúng ta sẽ biến đổi nó về cái dạng là CH3, CH này, CH3 này, OH này. Thằng này có tên đó là gì? Đây là iso này. Thằng này có tên là ancol iso. Được chưa? Ancol iso. 3 carbon chúng ta đọc là propylic. Như vậy cứ đúng ở đây mình chọn là câu A thế thôi.